Gần đây lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn thì nhiều phương pháp lừa đảo tìm kiếm việc làm tinh vi đã nhắm tới nhu cầu tìm kiếm việc làm cao. Hy vọng rằng qua câu chuyện dưới đây thì chúng ta cùng tránh trường hợp tiền mất tật mang. Làm gì hay hững vậy? Tao làm gì chuyện của tao? Tự nhiên nhìn vô điện thoại tao. Nhắn tin với gái đúng không? Em nhắc chị Thảo nha. Ê, đừng có mà đốt nhà tao nha, tao không có nhắn tin với gái. Chứ là anh làm gì? Mày làm cái gì mà mày nhiều chuyện quá vậy? Ủa thì em phải nhiều chuyện chứ làm sao? Linh. Gì? Mày làm phi vụ này với tao không? Không. Này có liên quan đến tiền á. Thấy chưa? Nhắc đến tiền là mắt mày sáng rỡ liền à. Nhiều. Bây giờ không cần quan trọng biết là bao nhiêu. Bây giờ mày cho tao mượn 2 triệu đi. Mai tao trả mày 2 triệu mốt. Thiệt không á? Thiệt, tao uy tín với mày mà. Ok nha. Thì 2 triệu 2. Gì 2 triệu 2? Mới mượn có một ngày mà ăn lời cắt cổ 10% gì vậy bà? Cắt đúng không? Cắt xong không? Mượn người khác đi, mượn ba đi. 2 triệu 2. 2 triệu 2. Mai trả. Ok, mai trả, uy tín hứa luôn. Nhưng mà tao mượn tiền mày không có nói ba nha. Không trả là em mét ba nha. Yên tâm, chuyển khoản qua lẹ đi. Ok, nhận được rồi. Cảm ơn em gái ruột. Nhớ trả nha. Yên tâm, dễ thương quá. 2 triệu 2 nha. 2 triệu 2, uy tín luôn, tặng mày kèm bịch bánh tráng luôn. Tiền về. Thôi cái ẩm gì bị khùng hết trời. Linh ơi. Dạ. Thông cái này nó sao vậy? Ê, tao mới bóc được lì xì 8 xì rồi mày. Ai hên được như mày đâu mà biết, tao bóc hoài cũng chưa được gì trơn á. Phải có căng người tao mới bóc được nha. Ừ, căng dữ lắm, để rồi lừa mất tiền á, để xem có căng được không. Cái thằng quỷ này, có chuyện làm ăn ra kiếm ra tiền á, tao cũng giới thiệu cho mày rồi. Bây giờ chuyện này của tao, tối ngày bàn ra. Đúng rồi ơi, tụi tao đi kiếm đây gần hơn 10 triệu rồi đó, mày đừng dẫn chơi hoài mày. Rồi tụi bay rút tiền chưa? Rồi lúc rút được tiền á, nó bắt tụi bay nạp vô. Rồi nạp vô thì mất tiền, lúc đó tao cười cả ngày. Thôi dẹp đi mày, chuyện của tụi tao. Tao quyền tụi bay thôi, tiền mất tật mang đấy. Còn tụi bay nghe hay không á là chuyện tụi bay, thế thôi. Thôi mệt quá, uống đi, dẹp đi. Thôi, vô đi. Ai làm được làm được thôi. Mệt quá. Trả tiền đi em. Mà anh trả cho á. Mai nói cái này 3 lần rồi nha. Chừng nào anh có tiền thì anh đưa chứ anh có quỵt mày đâu, mày làm gì mày la dữ vậy? Trời, chừng nào có tiền? Sao lúc vay anh không nói vậy đó? Thì cái lúc vay anh tưởng là ngày mai anh có tiền, còn bây giờ anh chưa có tiền thì ngày mai anh đưa. Vậy chừng nào là mai? Sao lúc vay không nói vậy đi, cái giờ không trả? Sao mày cứ nói hoài vậy, mày la mất công ba nghe nữa. Chứ làm sao giờ không trả tiền, tôi lấy tiền đâu xài? Thì cứ từ từ tôi đưa cho. Gì em xăm vậy? Linh nó kêu con đi rửa chén, con kêu để từ từ. Không, anh không vay tiền con chú trả. Hôm bữa cô giáo kêu con đóng tiền học thêm mà con sợ xin ba chửi nữa nên thôi con mượn của Linh. Tiền học thêm bữa ba đưa mày đâu? Tiền đó thì... Ủa, chú Hà tới. Hà tới chơi. Ủa? Chú Hà. Chú Hà vô chơi, chú Hà vô chơi. Mày làm cái gì rồi? Đây chú Hà ngồi đây. Để con. Đây chú Hà ngồi với bà nha. Đó. Dạ em ra anh tính tiền. Rồi. Căng gì anh cá? Ok. Của mấy anh hết 270. Đâu đây? Quan trực hay gì không? Âu trời đất ơi, chật chiệt cái gì, sắp dọn nhà rồi đúng không? Vài bữa nữa ông ơi. À, dọn nhà, dọn quán thì tôi qua tôi thanh toán cái khoản nợ hồi xưa đó, tôi mượn chú 10 triệu đúng không? Giờ qua trả luôn trời. Có chưa? Có. Trời, để đó đi, khi nào tôi cần tôi lấy, tôi chưa cần đâu à. Bây giờ không cần, chừng nào cần, còn mấy ngày nữa dọn đi, tranh thủ cầm đi chứ. Ừ đó. Linh làm nước cho chú Hà không? Dạ. Mới chuyển qua nó coi nó qua chưa? Dạo giờ ba cái này nó lẹ lắm, bấm cái nó qua. Ủa? Vậy chưa qua hả? Bình thường bấm cái nó qua liền. Tiền thì qua rồi nhưng mà... Linh ơi! Dạ? Lại ba hỏi cái coi. Dạ chú Hà uống nước.
Mấy con. Ủa sao vậy ba? Con có chuyển cho ai 10 triệu không? Ủa con đâu có chuyển cho ai 10 triệu đâu. Ô, sao bị mất 10 triệu ta? Ủa sao kỳ ta? Ủa con thấy chưa? Ủa đúng rồi nè. Ba hay là ba có mua gì mà ba quên không? Rồi em cảm ơn nha. Rồi hẹn gặp lại mấy anh nha. Ba à, khách bàn của khách là 230. Ba giữ. Đợi ba hỏi không? Đợi đây. Dạ. Có lấy tiền của ba không? Đâu lấy gì đâu, mới đưa cho ba mà. Có không? Không, lấy tiền gì đâu. Thôi có hay là không? Không. Không sao. Ôi. Ba gì? Có không? Có. Lấy làm gì? Con hả? Con ba ba thôi. Mày ngồi xuống đây từ từ đó, làm việc bị sợ. Ngồi xuống đứng làm áp lực quá sao nói được. Lấy làm gì mà lấy 10 triệu không? Tại bữa giờ con thấy nhà mình buôn bán cũng ế cho nên là con có tìm kiếm việc làm online á, thì người ta kêu là chỉ cần làm nhiệm vụ ở trên mạng thôi là làm việc tại nhà là có tiền rồi. Biết bao nhiêu lần, có phải lần đầu đâu. Mà cái này người ta cảnh báo tùm lum lá trên mạng là cứ dính vậy. Tại cái lúc đầu mà con lúc mới vô làm á là con kiếm được nhiều tiền thiệt. Nhưng rồi sao đâu rồi? Tiền đâu? Người ta nói anh á là bây giờ nếu mà anh muốn rút tiền ra là anh phải nạp tiền vào để giữ chân á. Nên là con mới lấy tiền của Linh với ba. Rồi có rút được không? Người ta hứa con ngày mai. Ngày mai là con rút được. Thiệt luôn á, báo lắm luôn á. Giờ lấy tiền của em rồi còn lấy tiền của ba nữa, nhà mình đâu có giàu đâu. Thôi là nó cái gì nữa, chúng nói nghe cái đó là mất rồi. Mày làm gì là mất rồi đó. Nhưng mà con mất mười mấy triệu trong đó lận chú, mất ba con. Giờ sao chú chỉ con. Sao gì nữa, mất thì thôi chứ làm sao mà bao nhiêu người bị lừa, phải mình mày đâu mà mình giúp ba giúp mẹ nhà thì bình thường con cái nào chả vậy. Nhưng mà trước khi ra đời kiếm ăn á, mình kiếm mình trang bị kiến thức cho mình trước biết không. Dạ chú Hà cho con mượn tiền trả ba con được không chú Hà? Nào. Tao mới vừa trả ba đi luôn á. Bây giờ cái chuyện dọn nhà dọn quán á, để có gì chú vô chú coi chú phụ ba bay. Còn với bay á, hai đứa bay á, ráng nghe lời đừng có báo là được rồi, hiểu chưa?